Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Hồng Sơn, là một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam về đào tạo và huấn luyện kinh doanh Forex. Như vậy thì Forex là cái gì? Trước khi đi vào sâu hơn về Forex thì tôi đưa cho các bạn một ví dụ đơn giản. Ví dụ như bạn là người Việt Nam, bạn muốn đi qua nước ngoài du lịch, ví dụ như đi qua Singapore chẳng hạn, thì cái việc làm đầu tiên của bạn là khi bạn đi từ Việt Nam đi ra sân bay hoặc là bạn ra ngân hàng, bạn phải đổi tiền Việt sang tiền Singapore để khi mà qua đến Singapore bạn có thẻ tín dụng. Thì cái đó là cái hành động chúng ta vừa bán đồng Việt Nam, chúng ta mua đồng Singapore, thì cái đó cũng là phương thức giao dịch ngoại hối quy mô như vậy mà càng lớn hơn trên thị trường tài chính thế giới, được cái sự kết nối của internet giúp cho nhà đầu tư họ có thể kinh doanh hoạt động kinh doanh Forex một cách dễ dàng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái thị trường Forex nó tiềm năng. Các thị trường Forex là một trong những thị trường được mệnh danh là thị trường không bao giờ chết, bởi vì cái sự biến động của Forex là do cái sự chênh lệch giữa các cặp ngoại tệ với nhau, giữa các đồng tiền của các quốc gia với nhau. Do đó cái việc cái sự chênh lệch giữa tốc độ phát triển kinh tế giữa các cái kinh tế khác nhau, nó làm cho giá trị đồng tiền cũng có sự chênh lệch khác nhau, và như vậy thị trường Forex luôn luôn được biến động thông qua cái sự, nó phản ánh cái sự dao động đó. Thông qua những gì tôi vừa chia sẻ thì chúng ta thấy được rằng là cái thị trường Forex là một trong những thị trường rất là rộng lớn và tiềm năng lâu dài. Vì vậy nếu chúng ta có thời gian tìm hiểu và chúng ta đào sâu hơn trong cái việc kinh doanh Forex, là một trong những cái ngành nghề mà xu hướng trong tương lai sẽ phát triển rất là bền vững. Hẹn gặp lại các bạn ở những khóa học của tôi để các bạn được tiếp nhận được nhiều kiến thức hơn và các bạn có được những hành trang tốt hơn, chuẩn bị cho cái việc kinh doanh Forex hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.